Ai mà gọi điện mà duyên thế? Nam gọi. Chị đây. Ôi anh lại mày Nam ơi, anh lại mày. Alo, chị về Hà Nội chưa? Chị vừa về. Chị đến đây được không? Alo, bà Đình Nam loạn ở đây, sắp phóng hỏa giết người đến nơi rồi đây này. Ôi kìa, sao thế? Khổ quá nhỉ. Khổ quá thì có gì đâu, em hiểu lầm chưa? Lầm? Gì? Lấy tiền của chị đây đi nuôi gái hả? Tổ chức sinh nhật hả? Lâm, là anh ngu hay là anh can đảm quá? Ồ thế nhỉ? Tổ chức sinh nhật cho bạn bè thì mình làm sao? Trong sáng mà. Mày im! Nói cho hai đứa bay khỏi phải chối cãi. Bằng cớ ngoại tình gian phu gia phụ của hai đứa bay, tao điều tra rõ ràng hết rồi. Gì? Chỉ có điều, tao đang suy nghĩ coi xử lý sao cho dày dò nhất. Bằng cớ ngoại tình ở đâu? Em bị nhầm à? Nói nào vậy? Đừng đứa nào thách thức giới hạn của con Mỹ Đình này. Hả? Bỏ bước ra đi. Thôi, Mỹ Đình, tao nói chuyện riêng với anh. Nói chuyện riêng với anh một chút. Có tao, Nam, anh Nghĩa và đám vệ sĩ ở ngoài kia. Để xem ai dám bước ra ngoài. Ôi Hà ơi, Hà ơi, Hà hộ anh một câu. Hiểu lầm, khổ quá hiểu lầm. Anh em trong sáng không có gì đâu cả. 22 tuổi à? À ừ đúng rồi, sinh viên 22 tuổi, có gì đâu. Đó là sinh viên. Chắc em hiểu luật hôn nhân gia đình đúng không? Hôn nhân tự nguyện một vợ một chồng. Em xen vào như thế này, đến chị là người ngoài còn thấy chật đấy. Hà, em nói cái gì đây? Có làm gì đâu mà hôn nhân trong sáng. Em, để chị đây nói cho cưng biết nha. Trên đời này có những thứ tuyệt đối không bao giờ được phép sử dụng chung. Thứ nhất, nó là đồ lót. Thứ hai là bàn chải đánh răng. Thứ ba là cái thằng chồng mà chị đã cưới. Khổ thế nhỉ. Chị ơi, em không biết là anh ấy đã có gia đình. Buồn cười nhỉ. Anh với cô có chuyện gì đâu mà phải sợ. Anh có chuyện gì đâu hả? Có cái chuyện. Mặc dù đây cái tên của chị nghe nó giống như là cái sân vận động, nhưng mà bụng dạ của chị hẹp hòi lắm em. Chị không bao giờ mà đụng chạm cái chuyện gây sự gì với thiên hạ. Nhưng mà một khi mà thiên hạ muốn gây chuyện với chị hả? Ôi ba mẹ đó. Ôi dồi ôi, Mỹ Đình ơi. Ba mẹ nó biết thế nào là bắt nó tối đầu nó không? Hiểu lầm thôi mà. Tối. Thế nhỉ, nguy hiểm quá em ơi. Đâu? Cái gì? Anh làm chồng tôi hơi lâu rồi đó. 7 năm. Khổ quá. Ôi trời. Tôi sẽ cho anh bước ra khỏi cuộc đời tôi mà không một xu dính tới. 9 giờ sáng mai tôi sẽ cho người dọn dẹp. Anh đi ra đầu đường gom hết đồ đạc của anh. Vẫn không thấy một cái quần lót. Em sao? Lết cái mặt chó lên tòa làm thủ tục ly hôn. Anh có làm cái trò gì đâu? Này, bỏ ra. Mày làm cái trò gì đây hả? Mày tính cái gì hả? Tao. Nam, đánh chết mặt chó này cho tôi. Còn cái con này, mày, tao sẽ cho thiên hạ biết như thế nào là người thứ ba. Tao sẽ đặt mày để cho phụ nữ trên đời này tránh xa cái thứ mất dạy như mày. Buông ra. Đi. Không sai được gì. Chị ơi, em xin lỗi chị. Em xin đúng không? Em xin lỗi chị. Được. Xin thì chắc chị sẽ cho em.